Tử Vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hành thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay chúng ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh theo ý của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Lại có người cả đời trăm nghìn việc không như ý, luôn luôn thất bại, khốn cùng. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải được những tai ương. Và trong chương trình ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận giải tử vi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vận trình của những gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng 11 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên tới từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu. Đầu tiên là tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11 năm 2020, tức là từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 cho tới ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu Âm Thổ, khắc địa chi Tý Dương Thủy, tức là chi khắc can, thủy, thổ, là ngày cát trung bình. Nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng thuộc hành Mộc, khắc hành Thổ. Tháng Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ. Đối với những người tuổi Đinh Mùi trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh những ngày sau đây. Thứ nhất là ngày âm lịch ngày 10 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 24 tháng 12 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 22 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 5 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm theo bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mùi trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch ngày 27 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 10 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 3 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 17 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ ba là ngày âm lịch ngày 15 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 29 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc có liên quan tới xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn nếu tiến hành vào những ngày này đều sẽ hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cũng cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thứ hai là tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 11 âm lịch. Bước vào tháng 11 âm lịch, tình hình sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi không có nhiều khởi sắc. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của Đinh Mùi cho thấy bản mệnh sẽ có khoảng thời gian khá dễ thở, tất cả các phương diện đều đạt ở mức trung bình. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Đinh Mùi sẽ cần chú ý tới các ngày âm lịch, đó là ngày 22 tháng 11 năm 2020, tức là ngày 5 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn, thành công, các gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của đất trời, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc tinh túy linh thiêng, chứa đựng nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Thứ ba là về sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi. Trong tháng 11 âm lịch, tuổi Đinh Mùi thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng tới sự nghiệp. Bản mệnh rất dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả công việc. Hơn nữa, bản mệnh cũng không phải là người giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng. Bạn luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Do đó, bạn nên hết sức thận trọng, cho dù bạn có làm gì, hãy để mắt tới những nhân vật đố kỵ xung quanh. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Mùi hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi để kích con đường công danh tài lộc thêm phần nở rộ, thành công. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ tư là về tài lộc của tuổi Đinh Mùi. Tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Đinh Mùi trong tháng 11 này. Mặc dù công việc không được tốt nhưng bạn vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính nhờ kinh nghiệm và may mắn đã đem tới cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Với những người làm công ăn lương, cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng tới tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn đối với những người làm kinh doanh buôn bán, thì trong tháng này bạn làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ năm là về tình cảm và gia đạo của tuổi Mùi. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình do không dành nhiều thời gian bên nửa kia khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu đi sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia của mình, hãy chủ động nhận lỗi cho dù lỗi thuộc về bất cứ ai để giữ gìn hòa khí. Đồng thời trong tháng này,
gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến du lịch xa. Đây là thời cơ để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Tuy nhiên, trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Mùi vẫn sẽ gặp những khó khăn nhất định trong con đường tình duyên. Chính vì thế, bản mệnh cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận gỗ huyết long, hợi mão mùi. Vật phẩm có công dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ 6 là sức khỏe của tuổi Đinh Mùi. Đối với gia chủ Đinh Mùi, sinh năm 1967, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm tuổi tác đã cao khiến cho bản thân cảm thấy mệt mỏi, ảnh hưởng tới tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch trình sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần và sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần có thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Đinh Mùi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận hợi mão mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Trên đây, kinh phong thủy Lộc Tài đã chia sẻ đến anh chị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi trong tháng 11 năm 2020 âm lịch. Nhìn chung mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Đinh Mùi cần chú ý, ở độ tuổi này, thứ bạn cần ưu tiên hàng đầu là sức khỏe, chứ không phải là công việc. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.